Bán kính, bán kính O, O A. Dây cung MN vuông góc với OA, vuông góc với OA này. Đó, vuông góc với O, OA. M, MN. Vuông, vuông góc. Tiếp tục vẽ dây cung A, B và AC cắt B, cắt AB tại đây dây cung nè. Đó, dây cung A, AB, dây cung A, AC, AC. Cắt MN, cắt MN tại Y nè và K. Theo thứ tự M, I, K, N. Chứng minh tứ giác. Chứng minh nha. Câu A nha mọi người. Câu A nè. Câu A nha mọi người. Câu A. Câu A. Chứng minh tứ giác B, I, K, C nội tiếp đường đường tròn. Rồi, các bạn nhìn vào đi ạ. À. B, K, B, xin lỗi, B, I, K, C. Các bạn nói lại B, I, K, K, C. Đó, B, I, K, K, C. Được chưa? BIKC thì để chứng minh BIKC thì là sẽ dùng cái góc góc ngoài nè bằng góc đối đối trong. Được chưa? Góc ngoài bằng góc đối đối trong. Thì trước tiên ta sẽ chứng minh hai cái cung này nè. Hai cái cung này bằng nhau trước. Đó, các bạn phải chứng minh hai cái cung này bằng bằng nhau trước nha mọi người. Đó, các bạn nói lại nè. Chứng minh hai cái cung này bằng nhau trước giúp lại. Thì ta có nè. Ta có. Ta có. Xét cái tam giác M O N, ta có M tam giác M O N cân tại O. Lý do O M bằng O N bằng bán kính. Được chưa? Mà ta có gì à? O gì à? O A là đường. O A là đường 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 cao. Trong tam giác cân một đường là lượt là đường cao thì suy ra nó cũng là đường phân giác. Được chưa? Vậy suy ra O A là tia phân phân giác. Phân giác. Vậy suy ra điều gì à? Suy ra ta sẽ có góc M O A, góc M O A bằng góc N O A, N O A. Hai góc này bằng nhau thì suy ra số đo cung của M A bằng số đo của N A. Được chưa? Hai góc ở tâm bằng nhau thì đồng nghĩa số đo của hai cái cung này nè bằng bằng nhau nha mọi người. Ok chưa? Rồi, tiếp theo nè. Các bạn nhìn nè, cái góc này là góc được tạo bởi hai cái dây cung này đúng không ạ? Góc này nè, được tạo bởi hai cái dây cung này thì đồng nghĩa nè, cái góc này nè sẽ bằng hai cái này cộng lại chia chia hai. Ta có nè. Góc A I N sẽ bằng 1/2 số đo cung B BM hoặc là MB cộng số đo cung AN. Được chưa? Tương tự góc này nè, góc ở tâm xin lỗi góc nội tiếp nè, chắn cung này đúng không ạ? Thì cũng bằng cái ngay chia hai đó và đã có ACB cũng bằng 1/2 số đo của cung BM cộng MA bằng số đo
BM cộng số đó cũng M à. Mà hai số đo này như thế nào ạ? À? Bằng nhau nha mọi người. Đây. Các bạn thấy không ạ? À? Đây. Và hai số đo này như thế nào? Bằng nhau, và suy ra hai góc này bằng nhau. A y n bằng A c b. Rồi, góc này bằng góc này, vậy cho thấy góc ngoài bằng góc đối, đối châm, suy ra tứ giác B y k c nội tiếp đường đường tròn. Lý do góc tứ giác có góc ngoài bằng góc đối, đối châm. Ok chưa bạn ơi?